Alo, quý vị nghe được chưa nè? Alo, alo. Nếu quý vị nghe rồi thì cho tôi biết thông tin nha. Ok rồi, thằng nghe rồi. Alo. Xin chào tất cả quý anh em. Hôm nay thì vừa soạn xong cái chương trình hỗ trợ cho anh em về các cái mô hình để chúng ta tiến hành kinh doanh online. Đúng rồi, tiếng giới kêu tối nay đang mùa hè nó đúng đó. Rồi ok. Thì mô hình kinh doanh online tôi muốn chia sẻ với anh em để anh em hiểu rằng là chúng ta hôm nay đó chúng ta học về cái YouTube á. Đó là một cái công cụ để sau này nó phục vụ cho cái công việc gọi là tạo ra các cái hệ thống kinh doanh online để mà kiếm tiền. Tôi nghĩ bây giờ thì có một số anh em chắc có lẽ còn rất là mơ hồ với cái khái niệm là thế nào là kinh doanh online, hay gọi là kinh doanh trực tuyến, hay là internet marketing, vân vân. Cái mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ trở thành những nhà kinh doanh, và thời nay muốn trở thành doanh nhân á trên internet thì nó không có khó nha quý vị. Thì bây giờ tôi chia sẻ cho quý vị 6 cái mô hình mà chúng ta có thể hiểu, và hiện nay nó đang được nhiều nước trên thế giới bắt đầu thực hiện, và ở Việt Nam mình cũng bắt đầu thực hiện. Do đó tôi cũng chia sẻ để cho quý vị hiểu và nắm bắt, làm sau này chúng ta có thể đi trước đón đầu, chúng ta sẽ làm thì thành công hơn người ta. Cái mô hình này thì ở Mỹ thì quá là bình thường rồi. Thì quý vị coi trên màn hình quý vị thấy rõ không nè? Đó thì tôi cho quý vị thấy nó có một số các cái mô hình, 6 mô hình mà tôi đã hoạch định ra đó, quý vị thấy chưa? Rồi từ từ tôi sẽ phân tích cho quý vị hiểu những cái mô hình đó là như thế nào. Rồi bây giờ đầu tiên á là tôi sẽ nói cho quý vị nghe về cái mô hình thứ nhất. Nó gọi là B2C. B2C là cái gì? B2C á, là một cái mô hình là bán lẻ. Mô hình này á, thì cái chữ B á, nó viết tắt cái chữ là business. To á, là tới. C nó gọi là customer. Thì có nghĩa là một cái công ty hay là một cái doanh nghiệp sẽ bán trực tiếp hàng hóa cho khách hàng của mình. Thì như quý vị thấy á, cái dạng này á, thì hiện nay rất là nhiều người đang áp dụng cái mô hình này. Cái này gọi là mô hình bán lẻ nha. Và cái này thì quý vị nghe cái từ gọi là start up á. Start up. Từ start up là từ này nè, tôi cho quý vị hiểu. À đây nha, tôi cho quý vị hiểu thế nào là start up. Hình như nay cái đường truyền nó hơi chậm đấy. Rồi tôi để tới đi ha. Nhiệm vụ của tôi là sẽ làm sao cho quý anh chị hiểu được tất cả những khái niệm để trước khi chúng ta bắt tay vào xây dựng cái hệ thống thì chúng ta sẽ thực hiện để mà ta tự tin là ta đang biết ta làm cái gì. Đây, start up là cái từ này nè. Đó, là bắt đầu nó gọi là cái từ gọi là khởi nghiệp đó. Start up là khởi nghiệp thôi chứ không có cái gì gọi là phức tạp hết. Đó. Thì cái mô hình mà chúng ta đang nói đầu tiên đó, nó gọi là mô hình B2C. Thì mô hình này quý vị dễ thấy rồi, hiện nay là rất là nhiều người đang làm. Ví dụ như bây giờ quý vị lên trên trên Facebook á, quý vị thấy nhiều người bắt đầu bán hàng tùm lum hết ha. Chẳng hạn như là bán quần áo nè, bán mỹ phẩm nè, rồi bán giày dép, bán nón. Thì cái mô hình đó nó gọi là mô hình là B2C đó. Máy tôi bây giờ nó đang bị trục trặc, nó không hiểu làm sao đây nè. Đây rồi, cái dạng này thì rất là dễ dàng để mà khởi nghiệp. Muốn làm cái mô hình B2C thì quý vị phải có hàng hóa. Quý vị hiểu đơn giản thì thôi, là giống như một người bán lẻ vậy đó. Chúng ta mua hàng, chúng ta trữ hàng về, rồi sau đó chúng ta sẽ làm một cái website hay làm cái blog, hoặc là bán hàng trên Facebook. Chúng ta chụp lên, chúng ta chụp hình, chúng ta đưa thông tin,
chúng ta đăng lên thì có ai đặt hàng thì người ta sẽ trả tiền qua cái tài khoản ngân hàng của mình, thì quý vị sẽ bán hàng trực tiếp cho họ. Thì cái mô hình này tôi đã chứng minh cho quý vị thấy rồi, giống như hôm nay tôi bán cái ebook á, thì cái này gọi là bán lẻ đó ha, bán lẻ coi như là tôi muốn cho quý vị thấy rõ cái khái niệm của bán lẻ là vậy đó. Thì mô hình này thì bắt đầu khởi nghiệp thì tôi khuyên quý vị là chúng ta có thể thực hiện được liền nha, ai cũng có thể làm được hết, rất là dễ. Mô hình này hầu như là vốn ít nè, đầu tư ít nè, nhưng mà vừa bị một cái thì chúng ta hơi cực cái công thôi, nhưng mà tôi vẫn muốn quý vị phải làm mô hình này để quý vị hiểu được cái cách làm cái đã. Muốn bán sỉ thì đầu tiên phải bán lẻ, hãy suy nghĩ coi mình có thể bán cái gì có thể bán được, rất nhiều thứ có thể bán, chẳng hạn như quý vị có thể bán thẻ điện thoại nè, thẻ cào, quần áo, đồ con nít, sữa tắm, thuốc men, vân 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 và vân vân. Không có thì mình đi mua mình bán lại, còn ví dụ như tôi có thể sản xuất được thì tôi sản xuất ra tôi bán, chẳng hạn như quý vị bán đồ ăn đồ uống hay là bánh trái gì cũng có thể thực hiện cái này. Thì người ta nói xây dựng một cái hệ thống để làm kinh doanh online cho cái dạng là B2C này, thì quý vị chỉ cần sao, chỉ cần là tạo ra một cái hệ thống. Hệ thống có nghĩa là tôi nói rồi đó, là nó giống như một cái chuỗi những cái giống như là những cái kết nối lại với nhau để thực hiện một công việc gì đó. Chúng ta phải có mạng xã hội nè, chúng ta phải có YouTube nè, để chi, để mà mình nói về sản phẩm đó, mình đưa lên mình quảng bá. Cho nên quý vị hiểu là tại sao tôi hướng dẫn quý vị làm YouTube, bởi vì vừa có thể kiếm tiền được từ Google mà vừa có thể làm sao dùng nó làm cái phương tiện để mà tiếp thị cho cái sản phẩm của mình đó. Nếu như quý vị để ý kỹ về cái cách tôi làm nó, giống như hôm nay tôi giới thiệu những cái bài cho nó, tôi cũng có làm một số cái gọi là video nói về vấn đề sản phẩm của tôi, thì như vậy cái dạng video đó đó nó gọi là video marketing đó, là cái dạng mà video marketing hoặc phương tiện truyền thông nếu mà quảng cáo miễn phí trên YouTube ha, mà tôi có đăng trên mạng xã hội vân thứ, thì cái đó tôi cũng tập cho quý vị hiểu cái mô hình này. Rồi cái mô hình này thì ai cũng có thể làm được, và quý vị phải xây dựng này, hệ thống này gồm có nè website nè, blog nè, mạng xã hội nè, YouTube nè ha. Và tiến tới một bước nữa là tôi sẽ dẫn tiếp cho quý vị là dùng một cái phương tiện gọi là email marketing nữa, thì từ từ sẽ được học hết. Thì bữa nay mình hiểu về khái niệm là B2C ha. Rồi chúng ta sẽ hiểu thêm một mô hình thứ hai nữa, nó gọi là B2B. B2B thì quý vị hiểu là B2B là gì, là business to business, có nghĩa là từ cái thằng doanh nghiệp này đến doanh nghiệp kia. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ nối kết những cái doanh nghiệp để mà cung cấp bán hàng. Thì cái mô hình này thì nếu như vị để ý kỹ là cái thằng Alibaba là một nè, Amazon là hai nè, eBay là ba nè. Nó đâu có hàng hóa đâu, nó không có hàng hóa mà nó kết nối những cái người có hàng hóa. Ví dụ như nó có thể liên kết với Dell, Intel vân vân cái thứ, thì mấy người đó giao hàng cho nó, và nó lại bán lại. Nó cũng phải là bán lẻ, nó vừa là bán sỉ vừa bán lẻ luôn, nghĩa là nó là một cái thằng doanh nghiệp nhưng mà nó không có sản xuất, nó kết nối với doanh nghiệp khác để nó bán. Thì giống như hiện nay mình thấy như thằng ở Việt Nam mình nó cái hệ thống này, ví dụ như thằng Co.op Mart nè, thằng Metro chẳng hạn, thì cái dạng này nó gọi là giống như B2B đó, nhưng mà nó làm mô hình gọi là truyền thống thôi, chưa có phải online đó. Thì cái dạng này chúng ta làm được hay không, chúng ta làm được khi mà chúng ta thành lập một cái công ty. Ở Việt Nam thì nó có cái án bạc á, thì chúng ta làm một công ty thì chúng ta sẽ ký hợp đồng với các cái đơn vị khác, rồi chúng ta thiết kế một cái hệ thống. Hệ thống đó có thể là hệ thống cửa hàng thật hoặc là cửa hàng online, ta đặt lên ta bán. Nhưng mà cái mô hình này nó dở một cái là phải có kho bãi để chứa hàng, chúng ta phải trữ hàng. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ đứng vai trò trung gian kết nối giữa nhà sản xuất với khách hàng để mà ăn cái quê hồng ở giữa. Nhưng mà cái này cũng cực lắm, phải có nhân sự vân vân cái thứ cũng mệt, nhưng cái này thì phải đầu tư nhiều. Cho nên ở góc độ như quý vị thì quý vị sẽ không tham gia cái này được đâu, không tham gia được. Cho nên là cái đó là tôi nói hiện tại bắt đầu khởi nghiệp thôi, còn sau này quý vị thành công về cái chuyện mà sau khi B2C xong rồi đó thì nâng lên B2B thì cũng dễ đó, không có gì khó hết, thì sau này sẽ tính tiếp. Thì sẵn đây tôi mở rộng cho quý vị thêm một số các cái mô hình nữa để hiểu, nhiều khi mình đang tham gia trong cái lĩnh vực internet marketing hoặc là kinh doanh bán hàng online, mình nghe mình phải hiểu, tại vì mình phải hiểu thì mình mới có thể tham gia được. Rồi bây giờ quý vị nghe tiếp ha.
Tôi sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị một số các khái niệm nữa nè. Đây tôi soạn sẵn là tôi sẽ truyền cái bài này cho quý vị luôn. Thì cái mạng này nó máy tôi nó hơi bị cài giật, đợi đợi xíu nha quý vị. Tôi cho nó hiện này lên cái nào. Nó còn mô hình nữa, nó gọi là C2C. C2C, tôi soạn bài ra rồi bây giờ nó bị lỗi, bực mình quá đi mất. C2C có nghĩa là customer to customer. Customer to customer có nghĩa là giữa khách hàng với khách hàng với nhau. Đó, thế gọi là C2C là vậy đó. Thì cái mô hình mà C2C này á, thì ở Việt Nam mình á, nó có một cái thằng đứng ra làm cái chuyện đó, là cái tờ báo mua và bán, có nghĩa là nó làm một cái trung gian để cho các khách hàng tự gặp nhau, mua bán với nhau, đăng trên nó thôi. Rồi ở bên Mỹ này nó có cái chương trình gọi là Craigslist, có nghĩa là ví dụ như cái mô hình này thường là muốn giao dịch trực tiếp hoặc là những cái đồ cũ thôi, mua bán đồ cũ thôi, thì người ta sẽ đăng thông tin trên cái website của mình hoặc hệ thống của mình, rồi người ta trả tiền, người ta thuê, người ta đặt chỗ đó, rồi người khác tự giao dịch với nhau mua bán, thì nó gọi là C2C, customer với customer. Nó còn một cái mô hình nữa là C2G gà đó, tôi có soạn đây rồi bây giờ nó lỗi nha, phải xíu rồi sao kỳ hết hết vô được rồi. Lỡ là nói chứ thôi nó bị lỗi cái stream đó, nó bị lỗi nó không mở được cái thằng chương trình Word, có gì đợi xíu ha. Hôm nay đường truyền nó hơi cài giật chút xíu. Rồi bây giờ tôi nói tiếp là cái mô hình là C2G gà đó, lại cái chữ là government á, có nghĩa là giữa doanh nghiệp với các cái tổ chức nhà nước của chính phủ. Thì cái mô hình đó thì nó sẽ thực hiện các cái giao dịch hợp đồng giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, chẳng hạn như cơ quan hải quan, cơ quan thuế vụ chẳng hạn, thì nó thực hiện một số các vấn đề. Thì mô hình đó thì chúng ta cũng sẽ ít có tiếp cận, thì cho nên tôi nói cho mọi người hiểu thôi chứ không đi sâu vào vấn đề. Rồi nó có một cái mô hình là Oblivious, cái mô hình này là tiếp thị liên kết. Thì cái mô hình này là như thế nào? Cái mô hình này tôi nói đơn giản vậy nè. À, thì xong bài hôm nay tôi gửi cho quý vị cái file test để quý vị coi, chứ bây giờ chưa có chưa có mà nó online chưa có thấy được, mà nó lỗi đây nè, không biết quý vị có còn thấy thông tin hay không, quý vị làm ơn cho biết coi còn còn thấy phát không, còn thấy phát tín hiệu nha. Tại vì có anh đã nói là không thấy máy phát. Tôi muốn nhờ một vị nào đó test thử. À rồi, ok. Rồi nói tiếp cái mô hình tiếp thị liên kết. Nó đơn giản vậy. Cái người mà tham gia chương trình này đó thì sẽ đăng ký với một cái nhà sản xuất. Thì họ sẽ cung cấp những cái sản phẩm và họ sẽ cung cấp cho chúng ta những cái công cụ để làm quảng cáo. Thì chúng ta sẽ đóng vai trò là cái người trung gian. Chúng ta đóng vai trò là người trung gian và chúng ta sẽ giới thiệu những cái sản phẩm đó. Cái này mình hiểu giống như ngày xưa đó, nếu mà mình hành đọc cái cuốn Đắc Nhân Tâm á, thì đây là những người làm công việc gọi là marketing đó. Chúng ta đóng vai trò ở giữa, chúng ta sẽ viết nội dung, chúng ta chụp ảnh, chúng ta thực hiện tất cả những cái gì để làm sao để cho khách hàng họ thích và họ mua cái sản phẩm đó của người ta. Tôi nói đơn giản vậy nha. Tôi muốn bán cái sản phẩm của tôi, ví dụ như những cái giáo trình Photoshop đi, nhưng mà tôi không có thời gian để mà tôi tìm khách hàng, tôi sẽ giao cho những ai mà tham gia chương trình liên kết của tôi đó, thì tôi là tạo chương trình tất cả online hết. Thì mọi người vô đăng ký thì tôi cho tất cả mọi người một cái mã
một cái mã giống như là mã cộng tác viên, thì những người đó sẽ dùng cái mã đó với một số công cụ được cung cấp là banner nè, rồi bài hình ảnh nhân dân cái thứ đó, thì người người đó phải tự mình viết bài, tự đặt lên trên hệ thống của chính mình, ví dụ như là trên website, trên Facebook, trên những cái phương tiện nào không cần biết, miễn làm sao mà khách hàng họ tìm đến, họ đọc những cái bài viết đó và họ click vô trong cái website của mình mà họ mua hàng, hoặc là click vô những cái mà mình đưa lên thông tin đó mà họ sẽ mua hàng từ cái bên kia. Thì như vậy thì sau khi thanh toán thành công xong rồi đó, thì cái đơn vị gốc á, nó sẽ trả cho mình cái hoa hồng. Cái hoa hồng có thể là 15%, 30%, thậm chí có những cái sản phẩm mà tôi bán lên đến 90% luôn, nên rất là có lời. Nhưng mà thường thì những sản phẩm mà dễ ăn tiền nhất đó là những cái sản phẩm về phần mềm hoặc là những sản phẩm về số. Đôi khi nó cũng có những sản phẩm về 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 thật nữa, chẳng hạn như là quần áo nhân cũng có chứ phải không, nhưng mà tôi chọn những cái mặt hàng làm sao cho nó đỡ mất công rườm rà shipping vân vân các thứ. Thì cái mô hình này sau này tôi cũng sẽ triển khai và tôi chỉ dẫn cho quý vị để quý vị có thể tham gia được, làm không có gì khó hết đó. Nó gọi là cái dạng dạng này là như vậy đó ha, dạng là gọi là tiếp thị liên kết là như thế. Và cái mô hình này là chúng ta sẽ kiếm rất là nhiều tiền à, và nó tạo ra cái thu nhập thụ động. Chúng ta chẳng cần phải có sản phẩm, chẳng cần phải đi thuê kho bãi, chẳng cần làm gì hết á, mà chúng ta chỉ có tốn chất xám, tốn nước bọt và chúng ta tốn công sức để mà tạo ra những cái hệ thống thôi. Thì muốn làm cái này thì cái người làm là phải có biết kỹ thuật, là phải có thời gian, và đôi khi nếu không biết làm thì mua giải pháp thôi, rồi lắp ráp các cái module lại thì tạo ra một cái hệ thống hoàn chỉnh, rồi sau đó thì tiền nó sẽ tự động nó vào túi thôi. Đó thì tôi nói cái mô hình này nó là như vậy. Và hiện nay quý vị biết có nhiều người kiếm 500 nghìn, nghìn gửi đô trong vòng mấy ngày là chuyện bình thường thôi, mà tôi cũng kiếm cả bộn tiền từ cái mô hình này. Do đó tôi nói với quý vị là cố gắng học đi thì quý vị sẽ kiếm tiền rất là nhẹ nhàng. Và nó thật sự mà nói, khi mà chúng ta nắm được cái công cụ internet trong tay rồi, nắm được cái công cụ về mạng xã hội, nắm được cái kỹ thuật làm website, thì coi như chúng ta đã đủ, gọi là đủ các gọi là công cụ và đủ vũ khí để lên đường chiến đấu rồi đó. Bây giờ tôi mới cần quý vị là cố gắng mua cái website đi ha, mua hot đi, và nhớ mua Bluehost nha, tại vì Bluehost là cái thằng rất là hay để có thể sau này kiếm tiền bộn tiền từ Bluehost. Và tôi đã chia sẻ cho quý vị cách mua rồi đó, quý vị cứ làm đúng theo như vậy thì tôi đảm bảo rằng nếu như quý vị có được tất cả hot và domain rồi thì tôi sẽ tiến hành công việc là tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị xây dựng hệ thống. Hệ thống thì quý vị hiểu một điều đó, nó là một cái chuỗi tất cả các cái công cụ cần thiết như là mạng xã hội nè, website nè, rồi rồi blog vân vân, nhiều thứ lắm, nhưng mà mình hiểu đơn giản là có một đống thứ để phục vụ cho công việc của mình để tạo ra tiền, thì như vậy nó gọi là cái hệ thống là như vậy đó. Thì cho nên cái này là cái mà chúng ta sẽ đánh vào nó mạnh nè. Trong chương trình tôi hướng dẫn tôi đánh vào cái tiếp thị liên kết cho quý vị rất là mạnh, để quý vị có thể kiếm ăn cái này rất là ngon. Cái mô hình tiếp theo là nhiều người hỏi á, là group shipping. Cái này á, thì hôm qua có thằng anh á, tôi chia sẻ về vấn đề cuộc sống Mỹ á, có hỏi tôi cái này, thì sẵn nay tôi nói luôn nè. Có nghĩa là chúng ta đóng vai trò là một cái người ship hàng cho những người khác. Tôi nói đơn giản vậy nha, là chúng ta chẳng cần phải có một cái gì hết á, thậm chí á, cái người mà làm công việc này chỉ duy nhất con thứ thôi, chỉ cần có website thôi, có một cái máy tính thôi, và không cần mướn mặt bằng kho bãi, không mướn một cái gì hết, thậm chí ngồi lề đường cũng có thể làm doanh nghiệp được, đơn giản lắm. Tạo website xong thì mình sẽ đóng vai trò vậy nè, đứng đóng vai trò là một cái anh gọi là anh trung gian, làm y hệt như một cái công ty á. Ví dụ tôi nói đơn giản vậy nha, giống như bây giờ tôi đứng ra vai trò là một cái thằng bán máy tính à, thì bây giờ quý vị sẽ gặp nhiều cái trường hợp này, nhiều lắm, ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện nhiều lắm rồi. Tôi đóng một vai trò một công ty bán máy tính đàng hoàng, tôi quảng cáo trên website tôi hoành tráng, công ty tôi là đầy đủ hết, tôi chụp hình tôi làm dữ dằn lắm, tôi đưa lên đó hết, cấu hình gì cũng có hết trơn đấy, thì khách hàng thích với ông đặt hàng trên trang web tôi rồi trả tiền, tôi thu tiền đàng hoàng xong, hoặc là tôi lấy một cái đặt cọc nào đó. Cái này thì ở Việt Nam mình nó thật sự mà nói nha, nó cũng hơi khó bán lắm, tại vì cái xu thế mà trả tiền á,
Việt Nam mình á thì tiền trao nó cháo múc. Còn kiểu mà không phải như nước ngoài nó khác. Nước ngoài khi mà tôi mua cái món hàng nào đó, chẳng hạn như cái điện thoại này đi, tôi order, tôi trả tiền xong xuôi rồi thì nó mới tới hàng, mới tới về nhà, vài bữa mới về tới nhà. Còn Việt Nam mình nó không phải vậy, không có ai mà cho mình nắm cán trước hết, cho nên cái mô hình này cũng khó khó kinh doanh, nhưng cũng được chứ không phải không. Thì giờ tôi có mấy bạn á, Việt Nam đang làm theo chiêu này, nó thiết kế website xong nó đặt mấy sản phẩm, ví dụ như nó đặt những cái máy thì có khách hàng vô website nó, hoặc là lại ngay cửa hàng nó coi website, nó em muốn đặt cái máy đó vậy. Nó nói rồi ok, ngày mai hay ngày mốt thì sẽ đến đây nhận hàng hoặc giao hàng tận nhà chẳng hạn. Đấy thì nó chẳng làm gì hết đó, nó chỉ có điện thoại lên trên cái chỗ mà cung cấp hàng á. Thì dĩ nhiên là trước khi làm cái mô hình này thì cái người mà đứng ra kinh doanh á thì phải làm việc với cái nơi cung cấp sản phẩm, phải có cái hợp đồng và cái thỏa thuận gì đó, là khi mà tôi đặt hàng, tôi order, anh giao cho tôi hoặc anh giao trực tiếp cho khách hàng của tôi, anh thu tiền thì sẽ trả cho tôi bao nhiêu phần trăm, ví dụ như 5%, 10%, 15%, rồi thì mỗi ngày hoặc là mỗi tuần tôi đến thanh toán lợi nhuận quay hồng cho tôi đó. Thì cái mô hình này nó là như thế, nhưng mà nó bị cái vậy nè, cái thuận lợi thì cũng có nhiều thuận lợi lắm. Thuận lợi thì chúng ta không phải tốn một cái gì hết, chỉ tốn nước bọt hoặc tốn chút công sức làm quảng cáo trên website mình thôi, nhưng mà nó sẽ thích hợp cho tất cả những ai mà gọi là tay không bắt giặc, à coi như không có tiền nhưng mà muốn kinh doanh đó, thì cái này là dễ, không tốn mặt bằng chi phí, chui trong hẻm hóc làm cũng được, nhưng quan trọng làm sao cái uy tín mình nó có thôi, mình xây dựng được cái thương hiệu mình để người ta tin thì mình làm ăn được. Và cái mô hình này nó có một cái bất cập thôi, một cái gọi là khuyết điểm ở chỗ đó, là nếu như trường hợp mà xui á, hàng hóa nó có hỏng hóc hoặc là bị hư hỏng gì thì khách hàng nó chỉ biết đến chúng ta, nó đem lại bắt đền thôi, thì chúng ta phải đứng ra nhận trách nhiệm và phải mang đến cái nơi cung cấp để mà người ta phải giải quyết cho mình. Thì như vậy cái đó là nhiều khi cũng sẽ rất là đau, nhiều khi mà mình không làm việc kỹ với cái bên mà cung cấp hàng cho mình á, thì đôi khi mình ăn trọn luôn đó, cái khổ đó là như vậy. Thì cái gì cũng vậy cho nó ít vốn thì nó phải có rủi ro như thế. Rồi cái mô hình thứ năm nó gọi là mô hình vendor, là như thế này nè, nó dành cho những ông lớn thôi, những cái ông mà gọi là to đầu, những nhà sản xuất to đó, thì họ họ tạo ra sản phẩm, họ chỉ việc tạo sản phẩm thôi và họ không có đi bán lẻ, họ không đi bán lẻ mà họ sẽ tìm những cái gọi là cái đại lý, mà những đại lý đó nó sẽ lệnh lấy hàng trực tiếp từ những cái anh đó, rồi tự nó tạo ra cái hệ thống kinh doanh ở dưới, nó xây dựng hết, nó quảng cáo, nó làm tá lả hết, rồi thì nó sẽ bán hàng, nó ăn quay hồng. Như vậy thì cái người sản xuất là chỉ lo không sản xuất và chỉ tập trung vào cái người sản xuất và bán, là bán khối lượng lớn, nó gọi là wholesale đó, wholesale là bán, gọi là bán lớn đó. Thì cái mô hình này hiện nay thì nước ngoài nó chơi nhiều, Việt Nam mình là cũng có rồi chứ phải không, có chứ phải không nhưng mà ít. Thì nếu chúng ta làm cái mô hình này thì chúng ta sẽ phải có một hệ thống rất là mạnh, mạnh về tiếp thị, mạnh về về internet marketing, và có nhân sự, có cửa hàng, có kho bãi thì mới làm cái này được. Thì cái này thì to đầu lắm mới làm được, cho nên cái mô hình này thì tôi giới thiệu cho quý vị hiểu thôi. Nhưng mà sắp tới thì tôi sẽ cũng sẽ có một số các cái triển khai cho quý vị hiểu về mô hình này và quý vị cũng có thể tham gia được ha. Cái mô hình thứ sáu này nó gọi là reorder, là sao, có nghĩa là cái mô hình là đặt hàng. À nói thì nó hơi khó hiểu nhưng mà giải thích đơn giản vậy nè, những cái thằng mà làm cái này á, là như là quý vị thấy Việt Nam mình như thằng FPT nè, Thế Giới Di Động nè đó. Tôi nói đơn giản vừa rồi, ví dụ như cái iPhone 6S vừa ra đời đi, thì cái người tiêu dùng háo hức muốn có hàng liền, nhưng mà khổ nổi là thị trường Việt Nam nó chưa có về, hoặc là không thể nào mua hàng trực tiếp từ nước ngoài, không biết cách mua, hoặc là không thể thanh toán được, không có chức năng mua hàng, thì sao đây, thì phải thông qua những cái thằng như là FPT, như là thằng Thế Giới Di Động chẳng hạn, hoặc là Viễn Thông A đó, những anh như đó đó, thì mình sẽ order hàng chỗ nó, có nghĩa là mình order trước, mình đặt cọc cho nó xong,
để khi mà hàng về cái là nó sẽ mình sẽ có nhận được liền. Thì cái thằng mà nó order á, nó nhận order của mình á, nó lại đi order qua bên Mỹ hoặc là bên các đại lý bên nước ngoài, nó có cái đường dây của nó, thì hàng sẽ về nó sẽ cung cấp cho mình, thì dĩ nhiên nó sẽ ăn được một cái quê hồng và nó ăn luôn cái số các cái tiền gọi là chi phí bên trong. Thì cái này nó gọi là reorder, nó là như vậy. Thì cái dạng này thì có nhiều người cũng làm, mà hiện nay thì có nhiều người làm, ví dụ như bán hàng hiệu nè, bán nước hoa nè, chẳng hạn như có người nhà ở nước ngoài đó ha, có người nhà ở nước ngoài có hệ thống gửi hàng về Việt Nam, thì những người Việt Nam cần những sản phẩm đó, chẳng hạn như những cái thuốc về về tiểu đường như là chi à, những thuốc mà đặc trị sản phẩm chức năng, hay là những cái thuốc đặc biệt bên Mỹ này đó, chẳng hạn như vậy, thì cái hình thức này nó gọi là reorder. Thì cuối cùng nó có rất nhiều mô hình, nhưng mà tôi chọn ra 6 mô hình này có thể triển khai được, có thể làm được ở Việt Nam, cho nên tôi mới giới thiệu cho quý vị hiểu thêm. Thì trong đó thì tôi sẽ nhấn mạnh cho quý vị có thể tham gia được mô hình là B2C, rồi Affiliate, rồi Dropshipping và Reorder. Đó, Reorder thì quý vị có cái hệ thống là người thân ở nước ngoài gửi hàng, hoặc là có ai đó quen biết nước ngoài gửi hàng về chẳng hạn, thì cái mới làm được cái mô hình này, còn không là bó tay. Và nhắc đi nhắc lại tôi vẫn nói một điều, chúng ta làm hệ thống hệ thống, nhắc lại hệ thống một lần nữa nè, hệ thống là cái gì? Đó là một chuỗi các cái công cụ, các cái phương tiện để chúng ta làm nó để mà phục vụ cho các cái công việc kinh doanh. Cuối cùng thì tôi cũng hướng quý vị đến một cái cao hơn, đó là Internet marketing, là kinh doanh online. Bởi vì ông bà dạy rồi, phi thương thì bất phú, muốn kiếm nhiều tiền, tiền thụ động thì phải phải làm những cái chuyện này thì mới có tiền. Còn làm cái thằng như là YouTube á, vẫn ra tiền chứ không phải không, nhưng mà cái ra tiền đó là phải chơi lâu dài, có nghĩa là trong vòng cả năm thì bây giờ chúng ta mới kiếm được có thể cả 1.000 đô một tháng. Nhưng mà trong thời gian cả năm đó, có lẽ mình ngồi mình chờ sung rụng hoài, mình xây dựng những cái khác, thì nó giống như những cái mô hình song song đó. Mình sẽ không phải là giống như là chuyên canh, giống như sản xuất nông nghiệp nó là chuyên canh là hết cái này tới cái kia không, mà mình sẽ là lưng canh và xen canh, mình sẽ song song những hệ thống với nhau để mình tạo ra tiền. Và khi mà nước lên thì quý vị sẽ thấy bèo lên. Ví dụ như YouTube cần vẫn cứ làm, nhưng mà sau khi đẻ cái hệ thống bán hàng đó, thì thay vì làm YouTube để mà làm những nội dung linh tinh lang tang mà hôm nay mà mình đuối đề tài, thì mình sẽ xoay qua mình chỉ làm những cái video mà phục vụ cho cái việc kinh doanh của mình, thì người ta gọi đó là Internet marketing và người ta gọi đó là video marketing. Đó, bây giờ quý vị hiểu chưa? Và làm video đó, nó sẽ rất là dễ, bởi vì mình sẽ có cái để mình làm, không có khó. Rồi, đó là 6 cái mô hình để mà có thể kinh doanh được. Bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị, tôi thích con số 6 lắm, tôi chọn số 6 nè. Đó. Vì số 6 thì nó gọi là lộc. Đó, mình kinh doanh mới cần có lộc. Thì tôi nói cho quý vị 6 cái chiêu để cho quý vị có thể thành công. Và sau này quý vị nếu mà muốn thành công trên con đường kinh doanh online đó, quý vị cần có 6 cái chiêu này. Là gì? Thứ nhất là quý vị phải chia sẻ kiến thức, giống như tôi đang chia sẻ cho quý vị đây. Chia sẻ kiến thức là sao? Là chúng ta sẽ có kiến thức, đó là một cái tài sản vô giá, là một cái công cụ vô giá, và cái đó là cái mà có thể xài hoài mà không bao giờ có thể mất đi và không có tốn kém gì. Và thời nay tôi nói rồi, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, những kẻ ích kỷ là chỉ có chết thôi. Và bạn yên tâm đi, khi bạn chia sẻ như vậy đó thì bạn sẽ có niềm vui là một nè. Thứ hai đó là bạn sẽ được nâng cái trình độ mình lên thường xuyên. Bởi vì khi mình chia sẻ thì mình sẽ gặp những người có thể họ sẽ có những cái kiến thức cao hơn, họ có thể chọn mình, hoặc là có những người họ sẽ nhờ mình này nọ kia, thì tự nhiên mình sẽ được nâng kiến thức mình lên. Cho nên chia sẻ để mà thành công nha, chia sẻ để mà chúng ta được học hỏi thêm. Cho nên cái điều đầu tiên tôi muốn quý vị là phải nhớ, làm cái gì trong lĩnh vực này là luôn luôn chia sẻ, và đừng có nghĩ cái gì mà ghê gớm quá, đừng có sợ gì hết, cứ chia sẻ hết mình đi rồi sẽ nhận được.
Cho nên cái kiến thức là của nhân loại, đừng có giữ nó làm gì hết á nha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, đừng có làm việc vì tiền. Cái câu này á, nghe nó hơi nghịch lý nè, nhiều nói tôi chắc khùng quá sao á. Mình đang làm, đang chỉ dẫn anh em là kinh doanh để kiếm tiền mà kêu làm việc không vì tiền. Ý tôi nói là gì phải hiểu cái từ tôi nói. Ý tôi nói đây á, là làm việc không vì những cái đồng tiền lẻ, những cái đồng tiền gọi là đồng tiền giống như là như những người khác, mà chúng ta sẽ làm với tính cách là đầu tư. À, tôi phân biệt giữa cái tiền đầu tư và cái làm việc không vì tiền, nó khác nhau làm sao nha. Nếu như chúng ta đi làm việc mà chúng ta cứ trông chờ vào những đồng lương hàng tháng để mình lãnh, thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị mơ ước một căn nhà 1 tỷ hoặc 2 tỷ đồng, mà trong khi quý vị đi làm á, lương quý vị giờ tôi cho giỏi lắm giờ 10 triệu một tháng đi, thì bao lâu thì quý vị sẽ mua được căn nhà đó? Thì nói tôi nghe đi. Đó, quý vị làm bài toán thử đi, bao lâu, bao nhiêu năm quý vị mua được căn nhà đó. Cho nên nếu mình chỉ nghĩ tới cái chuyện là mình làm cực lực để trông chờ là được thưởng hoặc là để được nhận lương để mà mua nhà, thì cái điều đó hết sức là viển vông. Cho nên chúng ta làm việc để chi? Để mà chúng ta đầu tư. Làm sao là khi mình làm việc để mình chi? Mình kiếm những cái kinh nghiệm nha. Đi vô một công ty nó làm việc thì mình phải chọn những công ty nào làm mà mình hiểu là tại sao mình làm cái công việc đó. Chủ yếu là mình kiếm công việc mà nó phù hợp với cái hướng sắp tới mình sẽ đầu tư vào cái công việc chuyên môn của mình. Tôi nói đơn giản giống như bản thân tôi nè. Ví dụ như tôi sẽ chọn những cái nơi mà tôi làm việc, chẳng hạn như là tôi trước khi tôi mở cái trường, hồi xưa lúc ở Việt Nam, trước khi tôi mở cái trường tư nhân á, cái trường tư thục của tôi đó, thì tôi đã chọn con đường đó, tôi tính toán rồi, thì tôi sẽ đầu tư bằng cách là tôi nhảy vô mấy cái trung tâm dạy nghề. Tôi dạy từ cấp độ những trung tâm dạy nghề bé nhất, đó là trung tâm mình thấy giống như cái các nơi dạy như là các cái trung tâm các trường đó, rồi tôi len lỏi tôi chui vô tiếp mấy cái hội, mấy cái đoàn tôi dạy, ví dụ như hội nhiếp ảnh này, hội ảnh kia tôi dạy, rồi tôi leo lên bậc cao hơn là lên cái các cái trường cao đẳng, rồi tiếp tục lên đại học. Coi như tôi tiếp cận hết từ cái cấp thấp đến cấp cao, và tôi nắm hết tất cả các mô hình đào tạo của người ta, tôi nắm luôn cả các cái giáo trình, cách tổ chức, vân vân các thứ. Thì khi mà tôi đủ những cái đó, tôi mới tiến hành, tôi bắt đầu tôi mới mở một cái trường. À, thì khi tôi mở trường rồi tôi đã hiểu hết tất cả rồi, thì quá trình tôi làm việc như vậy, tôi không phải như những người khác, không phải như các ông thầy khác là đi làm để mà lấy lương, mà tôi đi làm để tôi đầu tư. Bây giờ hiểu vấn đề tôi nói chưa? Đó, thì làm việc đừng có nghĩ tới tiền, mà cái tiền mình nhận lương hàng tháng nó cũng là cần thiết chứ phải không, nó giúp mình trang trải cuộc sống, nhưng mà cái đó không phải là cái mục đích chính của mình. À, ý mình nói là cái đầu tư nó là như vậy. Và cái người khôn ngoan á, mà làm việc á, là mình phải tìm cách để thuê người khác làm việc cho mình, và cái giá trị nhân bản nó sẽ ra rất là nhiều. Thay vì bạn nghĩ đi, bạn có thể làm giỏi lắm tối đa 200% năng lực của bạn không? Bạn có cày ngày cày đêm đi nữa ha, có cày ngày cày đêm đi nữa thì bạn chỉ có thể làm được gấp đôi số lượng công việc, chứ không thể gấp 3, gấp 4, gấp 5, gấp 100 lần. Cho nên á, người xưa họ có một cái câu nói rất là hay, giống như mình nếu mà coi phim, mà coi phim và coi những cái chuyện mà Tam Quốc á, thì chúng ta phải nhớ cái câu nói á, của các cái vị mà lãnh đạo, người ta nói vậy nè: hãy học, hãy làm, hãy học cái đạo á, mà coi như là thắng vạn người, thắng cả thiên hạ, chứ đừng có học cái đạo mà thắng chỉ có 10 người, 100 người hoặc 1.000 người, là vạn người cũng chưa chắc là thắng. Ý nói là những cái ông quân sư á, như Gia Cát Lượng chứ hả, thì ông học cái đạo là thắng cả vạn người, mặc dù ông không có đánh võ giỏi gì hết, không có ra trận gì hết đó, không có đánh đấm gì hết á, dù như Quan Nhân Trường có giỏi lắm nữa thì đánh một địch trăm, địch ngàn thôi, nhưng mà không thể như 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 như, như Gia Cát Lượng là một mà có thể địch cả thiên hạ được. Thì cái chuyện mà ta đi làm vậy đó, người ta phải nghĩ tới cái cao hơn, là làm để sau này để mà đầu tư, để mà tạo ra những cái hệ thống, tạo ra những cái mô hình để cho những người khác làm việc cho mình, để sinh ra tiền cho mình. Đấy. Rồi cái vấn đề thứ ba, cái câu này á, là tôi nói ra sẽ có nhiều người cảm thấy bất ngờ,
đó là tiết kiệm là thua cuộc đó nha, tiết kiệm là thua cuộc. Tại sao vậy? Chúng ta nên nhớ là nhiều người đi làm về á, nhiêu tiền đâu dám ăn xài đâu, em đi cất, em đi gửi ngân hàng. Mình thấy mình ngu thật sự chưa? Đi gửi ngân hàng á, tôi không có chửi mấy người gửi ngân hàng là ngu, mà tôi nói những người mà không biết giá trị của đồng tiền. Đi gửi ngân hàng á, là cái thằng ngân hàng biết phải làm gì không? Nó lấy tiền của mình, nó đem đi cho thằng khác vay, nó ăn quay hồng, nó trả mình có chút xíu à. Và chưa kể là cái tiền á, mà biết không, nó sẽ bị mất giá. À, nó bị mất giá, có nghĩa là bây giờ ông tin phải không? Lấy 10 triệu của năm nay đi, để dành đó đi. Bây giờ mình tính nha, mình ghi sổ đi, ngày hôm nay 10 triệu. Mua được bao nhiêu ký gạo, mua bao nhiêu cân thịt, mua bao nhiêu cân cá. Rồi, cũng ngày này, năm sau, lấy và lấy cái sổ ghi ra đó, bây giờ thử 10 triệu của năm sau mua coi được bao nhiêu cân thịt, bao nhiêu cân cá, thì thấy đồng tiền mất giá kinh khủng. Cái đó là cái vấn đề đất nước nào nó cũng giống nhau hết á. Cho nên là mình mà giữ tiền trong nhà không xài, mình cứ nghĩ là tiết kiệm là một sai lầm rất là lớn, sai lầm rất là lớn nha. Do vậy á, những cái thằng giàu á, những cái thằng mà biết kinh doanh á, thì nó phải, nó không bao giờ nó tích trữ tiền á, mà nó để cho tiền nó đẻ ra tiền. Có nghĩa là nó dùng tiền đó nó đi mua những cái mà có thể đẻ ra tiền cho nó. Cái đó là cái gì? Cái đó nó gọi là nó mua tài sản. À, cái thằng nghèo với thằng giàu nó khác nhau ở chỗ này nè. Cái thằng nghèo là suốt ngày đi mua tiêu sản à, còn thằng giàu nó mua tài sản, nó không mua tiêu sản. Quý vị muốn hiểu tài sản và tiêu sản là gì á, tôi giải thích luôn. Cái này là tôi học rất là kỹ, và tôi đọc trong cái bộ sách của ông Robert gia, cái ông Robert mà Kiyosaki á, cái ông mà có một cái bộ sách là dạy con làm giàu, làm người, dạy dạy cha giàu cha nghèo đó, dạy con làm giàu đó. Thì ông nói rất là rõ rồi, thì tôi nói lại cho quý vị nghe thôi. Và thật sự ông đó rất là giỏi, và ai mà muốn thành công trong việc kinh doanh thì phải nên kiếm cái bộ sách đó, cha giàu cha nghèo, mà đọc đi để có thêm kiến thức. Nhưng mà đừng có tin tuyệt đối vào đó nha, mình đọc để mình gạn lọc ra những cái gì cần thiết thôi. Đơn giản thôi là hiểu tài sản với tiêu sản vậy nè. Nếu mình mua một cái gì đó mà cái đó nó làm cho mình tốn tiền thêm thì cái đó gọi là tiêu sản. Còn mình mua một cái gì đó mà cái đó nó sẽ tạo ra tiền cho mình thì cái đó gọi là tài sản. Và tài sản tiêu sản đó chẳng qua là gì, đó là cách dùng của người thôi. Tôi nói đơn giản vậy nè. Bây giờ chẳng hạn như các bạn bỏ tiền ra, các bạn đi mua một cái máy chụp hình. À, chẳng hạn giống như tôi cũng mua máy chụp hình nè. Nhưng các bạn dùng cái máy chụp hình đó, các bạn đi chụp gái, các bạn chụp gái tự sướng, thì tôi đảm bảo với các bạn á, là các bạn chỉ có tốn tiền cho nó thêm thôi. Bởi vì sao? Đi chụp gái là phải tốn tiền bao gái đi uống nước nha, rồi phải tốn tiền trả tiền cho nó làm mẫu cho mình, rồi chưa kể là phải lấy ảnh ra đi rửa, đi rửa, đi in ra tặng cho nó nữa. Rồi sau đó cái máy mình lâu ngày hao mòn mà chẳng có sinh cái đồng bạc gì cho mình hết, mình tốn một đống tiền cho việc mua cái máy đó. Như vậy rõ ràng là mua đó gọi là tiêu sản đó. Mà cứ thế các bạn suy diễn ra. Nhưng mà ngược lại, chẳng hạn như tôi đi, tôi mua cái máy chụp hình đó, nhưng mà tôi chụp một show đám cưới, hoặc là tôi chụp một số các bức ảnh mà tôi thể bán được để mà tạo ra tiền, thì như vậy cái máy ảnh của tôi bây giờ nó trở thành tài sản chứ không còn là tiêu sản nữa. Thì cho nên chúng ta phải hiểu chỗ này và phải mua cho nó xứng đáng. Giống như mua máy tính bây giờ cũng vậy đó, nhiều người mua máy tính mà không chịu dùng máy tính đi làm kiếm tiền, mà chỉ để chơi, chỉ để lè, hoặc chỉ để làm gì đó, game, chơi game chẳng hạn, mà chơi game là không có đẻ ra tiền mà lại tốn thêm tiền, nó gọi là tiêu sản. Rồi tôi muốn quý vị hiểu về cái chỗ này. Mà mấy thằng giàu á, nó sẽ đầu tư mạnh vô mấy cái gì phải không? Doanh nghiệp, bằng cách nó mua gì? Nó mua cổ phiếu. À, nó mua cổ phiếu để mà nó tham gia vô các cái doanh nghiệp đó thì nó làm giàu. Rồi nó sẽ tạo ra những cái hệ thống doanh nghiệp. Tôi nói đơn giản vậy nè, giống như bản thân tôi giờ tôi có tiền á, tôi tạo ra những website, tôi tạo ra những hệ thống bán hàng, tôi đầu tư tên miền đó, thì cái đó nó đẻ ra tiền thôi. Còn bây giờ tiền tôi bỏ vô tủ để dành đó chẳng có ra đồng bạc nào hết. Rồi tiếp theo nữa đó là kinh doanh bất động sản. À, bất động sản, quý vị biết hiện nay nếu quý vị nắm thông tin kỹ thì
cái thị trường bất động sản của Việt Nam mình bây giờ đang bắt đầu sốt rồi đó nha. Và bây giờ quý vị nếu mà ai khôn ngoan á, tìm hiểu kỹ á, mua bất động sản đi thì sẽ có lời. Và nhiều người á, có thói quen vậy nè, là có nhiều tiền dồn đi mua cái nhà để ở. Mà có nhiều người khác á, tôi có những bạn đó, nó hay lắm, nó chấp nhận nó ở nhà thuê, nó ở nhà thuê các bạn, và nó đem tiền đó nó mua gì bạn biết không? Nó mua đất để nó trồng gì, nó trồng rau sạch, hoặc nó mua đất để làm gì, nó nuôi tôm, hoặc nó mua đất để nó xây xây những cái nhà trọ nó cho thuê, còn bản thân nó đi mướn nhà nó ở. Nhiều người nói thằng này nó khùng, nhưng thật sự nếu mình hiểu á, là mình đang khùng chứ không phải nó khùng, bởi vì nó đầu tư bất động sản thương mại chứ không phải là đầu tư bất động sản theo cái dạng như mình là mua cái nhà để ở, không có rẻ đồng bạc nào ra hết, trong khi một tháng nó đem tiền nó đầu tư vô những cái chuyện đó, nó xây năm sáu bảy chục cái nhà trọ, nó thuê nó cho người ta thuê nó kiếm được mấy chục triệu, trong khi nó bỏ chỉ có 10 triệu thôi, nó thuê một cái nhà khác nó ở gần mặt tiền, mà nó ở mặt tiền mà nó đi làm gần nữa, và cái điều quan trọng nó ở cái nhà đó thấy không, nó không thích nó lại qua chỗ khác nó ở, và nó chẳng có tốn tiền sửa chữa tu bổ hay là cái gì hết. Cái gì thấy nó sướng không? Trong khi mình ở cái nhà mình phải hàng năm phải tu bổ sửa chữa biết bao nhiêu thứ là tiền đấy, cho nên cái đó là cái mình thấy người ta hay cho đó đó. Rồi cái người mà biết kinh doanh nữa thì họ sẽ kinh doanh, họ đầu tư vô gì, vô cái tài sản giấy. À, nghe cái này quý vị nghe nó hơi lạ đúng không? À khoan, tôi trả lời anh bạn này coi, thầy ơi em chưa hiểu bạn anh như thế nào, hình thức đó như thế nào hả thầy, là sao tôi vẫn chưa hiểu chỗ này, thì tôi nói rồi đó. Thì ví dụ cho nó đơn giản nè, thay vì mình có là 2 tỷ đi, 2 tỷ đồng đi, thì đa số nhiều người có 2 tỷ là cứ dồn tiền đi mua một cái nhà 2 tỷ hoặc là 2 tỷ rưỡi, mượn đâu thêm đắp vô để mua, để có cái nhà ở cho sướng, cái nhà cho lớn để mà lè với người ta, nợ một đống, trong khi cái thằng khôn nó không có chơi kiểu đó, nó bỏ 2 tỷ đó ra nó không mua cái nhà đâu, mà nó có mua nó mua nửa thôi chẳng hạn, nó mua nhà thường hoặc là nó không mua luôn, nó mua cái đất cho bự, hoặc nó mua những cái gì mà có thể đẻ ra tiền cho nó, cái cơ sở làm ăn gì đó, nó chấp nhận nó ở thuê nhà một thời gian. Thì cái này thì quý vị suy nghĩ, quý vị sẽ hiểu ra vấn đề tôi đang nói gì. Rồi tôi nói tiếp nha. À, có nhiều người là họ bỏ tiền ra họ mua những cái tài sản giấy chẳng hạn như là bản quyền, sở hữu trí tuệ nè, thương hiệu. Cái này thật ra tôi đang âm thầm, tôi đang hướng dẫn cho anh em cái điều này mà các anh em không để ý đó. Các anh em đang làm gì? Các anh em đang tạo ra một cái Facebook, đang tạo ra một cái kênh trên YouTube, và sắp sửa này các anh em sẽ tạo ra cái gì nữa, tạo ra cái website nữa, và các anh em sẽ bắt đầu chia sẻ thông tin, kiến thức, hình ảnh, phim của mình lên trên cái đó. Thì các anh em đang làm một cái công việc, đó là các anh em đang sở hữu bản quyền và đang sở hữu trí tuệ và thương hiệu của chính mình đấy nha. Giống như bản thân tôi, quý vị coi nè, tôi bỏ công sức tôi làm cả chục năm nay thì ba cái chữ của tôi đó, tên của tôi nó trở thành cái thương hiệu rồi, và cái thương hiệu này sau này quý vị kinh doanh nó rất là dễ, mà bỏ tiền mua chưa chắc là có được đâu nha. Cho nên là tại sao tôi yêu cầu quý vị làm Make By Me là như vậy, tại vì khi làm những cái gì Make By Me, có nghĩa là làm video Make By Me, thì quý vị đang xây dựng thương hiệu cho bản thân mình đó, và sau này chẳng hạn như là ông Hùng Mạnh, ông Thắng, hay là ông Hùng Lâm, hay là ông Tiến chẳng hạn, lòi cái đầu ra đưa một cái video lên bán cái này bán cái kia bán nọ hoặc chia sẻ này, thì chắc chắn là trong tay đã có một cái lượng người là coi như là ủng hộ ngay, có khách hàng tiềm năng liền, bởi vì thương hiệu mình có, còn hơn cái thằng trắng trơn đâu biết từ trời rơi xuống đưa sản phẩm ra bán ai mua, đồng ý không? Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng thương hiệu cái này, tiến tới trong tương lai đó quý vị sẽ thấy rằng là Việt Nam mình bắt đầu đang đẩy mạnh về vấn đề sở hữu trí tuệ nè, và bản quyền nó có rồi. Cho nên các bạn mà sau khi mà tạo ra cái sản phẩm nào đó hoặc là làm cái gì đó thì thấy có giá trị, chẳng hạn như viết một cuốn sách hay là một cái đĩa CD hoặc là sáng tác bài nhạc hay là làm bất cứ gì, thì làm ơn á mang cái đó đi đến cục sở hữu trí tuệ ở chỗ các công ty như là sở khoa học công nghệ đó, nó có cái cục sở hữu trí tuệ này, hoặc là mình search trên mạng cục sở hữu trí tuệ đâu đến đăng ký tác quyền bản quyền đi, thậm chí cái logo mình cũng vậy,
mình vẽ ra mình cũng đăng ký cái logo có tác quyền đi, thì sau này là không có ai lấy của mình đó. Khi mà có chữ R sao không ai dám lấy hết. Và nước ngoài này nó có cái chuyện là sang nhượng lại cái thương hiệu, như vị thấy như McDonald's đó là một cái thương hiệu phải không, ví dụ như Việt Nam mình muốn mua cái thương hiệu đó về kinh doanh trả cho nó tới mà 1,5 triệu đô la đó, rồi chưa kể nó bán những công nghệ theo là cách làm bánh sao, cách làm hamburger làm sao, đó là thương hiệu đó. Thì cái trò chơi này bây giờ biết không, cái thằng Coca-Cola đó rất là đểu khi nó vô Việt Nam mình, nó hợp tác với Việt Nam mình, nó lo nó xây dựng thương hiệu không, trong khi nó cho lỗ thoải mái luôn, mà trong khi cái lỗ đó nó chia với nước mình, thì thấy không, đó đó là cách xây dựng thương hiệu. Cho nên quý vị làm đi không có lỗ đâu, làm vô chút đi không có lỗ đâu, không có mất mát thiệt thòi đâu, là chúng ta đang xây dựng thương hiệu cá nhân đó nha. Và một cái điều nữa là những người mà muốn thành công, muốn làm giàu, muốn kiếm tiền thụ động thì sẽ đầu tư vào một số các cái loại hàng hóa, nó gọi là tài sản hàng hóa. Tôi dùng hai cái khái niệm cho quý vị hiểu là tài sản hàng hóa nó khác với dạng là tài sản tiêu dùng. Ví dụ mình cũng mua một cái món hàng đó mà món hàng đó nó thuộc về tiêu dùng, nó không sinh ra tiền thì nó gọi là tài sản, nó tài sản chết. Ý tôi nói giống như cái nhà đó, mua để ở không, đó là tài sản chết, mà đợi cho cái giá nhà nó lên để bán á, thì nó phiêu lưu quá. Còn mua cái tài sản, có thể đẻ ra tài sản, chẳng hạn như người ta mua cái mỏ vàng, mỏ bạc, đầu tư vô dầu khí, hoặc là mua một cái mảnh đất dự án chẳng hạn để mà đầu cơ, thì cái dạng đó nó gọi là kinh doanh cái gọi là hàng hóa, nghĩa là mua cái tài sản để bán chứ không phải là mua tài sản để ở hay để dùng. Mày hiểu khái niệm này giùm tôi ha. Và cái điều nữa đó là chúng ta thường á, người Việt Nam mình và người châu Á mình hay có cái tật là lúc nào cũng 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 ham muốn rằng mình sẽ là cái người sáng tạo, mình là cái người đi trước đón đầu, mình tự hào về điều đó. Nhưng thực chất cái đó nó không có giá trị đâu. Mà cái quan trọng của chúng ta bây giờ đó, chúng ta phải học cách suy nghĩ theo những cái kiểu người thành công. Là chúng ta không cần là người dẫn đầu, mà chúng ta chỉ là người biết nắm bắt xu thế và thời cơ thôi, chúng ta sẽ thành công. Tôi nói đơn giản vậy nè, quý vị có hiểu về cái thương hiệu McDonald's, thương hiệu Starbucks không? Hoặc là cái thương hiệu Apple không? Quý vị biết á, những cái công ty bây giờ nó không phải là cái thằng mà đẻ ra cái đó đâu. Chẳng hạn như YouTube bây giờ mình đang làm nè, cái thằng YouTube á, cái thằng cha đẻ nó không phải là thằng Google mà là một người khác, nhưng mà YouTube nó là người mua lại và phát triển nó lên. Nếu mà nói YouTube sáng tạo ra từ Google là không phải, mà YouTube là được Google mua lại. Thì ý tôi nói là chúng ta cũng không cần phải lo lắng hay là như thế nào là chúng ta không phải là người đẻ ra cái sản phẩm đó, mà chúng ta chỉ cần biết là gì, chúng ta nắm được xu hướng, nắm được xu thế, nắm được cơ hội để chúng ta có thể phát triển đi lên. Tôi nói cách đơn giản giống bản thân tôi nè, nói về cái chuyện mà làm giáo trình online, nói về cái chuyện mà làm sản phẩm về Photoshop dạy nghề đầu tiên á, tôi không phải là cái người mà ở Việt Nam làm cái đó đầu tiên, mà làm cái đầu tiên phải nói là ai, đó là đài truyền hình, phải nói là ai, đó là công ty Cytech ngày xưa đó, họ làm những cái sản phẩm về công nghệ đầu tiên về mô hình dạy học mà trên CD hoặc là trên các phương tiện truyền thông. Nhưng mà thời đó tôi nắm được cái xu thế là tôi biết là cái này trong tương lai thì sẽ có nhiều người họ sẽ cần đến, và khi internet phát triển thì cái mô hình này sẽ thành công đây. Cho nên tôi mạnh dạn tôi đầu tư, tôi làm liền những cái đĩa về Photoshop. Thì rõ ràng như người biết thì cái thương hiệu mà về Photoshop, về hướng dẫn Photoshop, mặc dù hiện nay rất nhiều người làm, nhưng mà tôi vẫn là cái người gọi là vẫn được xem là có nhiều sản phẩm nhất và vẫn thành công tới ngày hôm nay. Thì cái đó phải là nói là mình tự cao, mà mình nói là mình nắm được cái xu thế. Thì giờ quý vị cũng vậy đó, quý vị không phải lo lắng là có người làm trước rồi, đừng có sợ ai làm trước kệ người ta, nhưng vấn đề mình nhìn cái xu thế đó, cái người làm trước đó họ có biết phát triển nó hay không, đúng hướng không, mà mình chỉ cần nắm được mình phát triển đúng hướng là xong. Giống như cái sòi lắc á, cái thằng cha mà tạo ở sòi lắc đó có thể là nó là sáng tạo ra đấy, nhưng mà chưa chắc anh đó đã thành công đâu. Nếu mà chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta phát triển cái công nghệ lắc đó, sợi lắc đó, thì chúng ta có thể thành công hơn cái người đó, không phải lo chuyện đó. Tôi nói vậy quý vị hiểu rồi ha. Rồi cái điều thứ sáu á,
Cái điều này quan trọng nè, tôi nói hoài với quý vị á, là quý vị muốn thành công, muốn kiếm tiền online hoặc là muốn kiếm tiền từ YouTube thì không có một cái con đường nào mà nhanh nhất để quý vị có thể đi đến thành công. Đó là gì? Là hãy đi theo, hãy học theo và mô phỏng theo cách làm của những người đã làm rồi và đã thành công rồi. Đó. Thì quý vị sẽ rút được một đoạn đường rất là dài. Đừng có tự ái, đừng có tự cao, và cũng không có gì phải là mắc cỡ đó. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đi, người ta trước rồi, người ta đã vượt qua được bao nhiêu chướng ngại vật rồi, người ta sẵn sàng, người ta chia sẻ cho mình. Tại sao mình không bắt chước cái đã? Bắt chước để chi? Bắt chước để mà làm theo, rồi sau đó là sao? Và phát triển đi lên. Và nếu có chuyện gì thì mình sẽ bắt đầu nhờ người đó họ tư vấn và họ sẽ chia sẻ giúp mình giải quyết, bởi vì họ có kinh nghiệm. Đó. Thì ngày hôm nay tôi có hai cái mô hình, sáu này sáu kia để chia sẻ với quý vị, bởi vì cái này tôi mới vừa soạn xong mà. Tôi thấy tâm đắc cho nên tôi thông báo để cho các anh em vô và cùng nghe, cùng chia sẻ. Bởi vì sắp tới này cái lớp mà Internet Marketing á, tôi đã khởi động rồi. Nhưng mà tôi đang khởi động dừng lại ở cái bài là đầu tư mua cái website. Bởi vì như quý vị biết á, trước đây tôi đã thông báo ngay cái lúc đầu tiên đó là muốn kiếm tiền thì phải chuẩn bị ít tiền. Đó là từ 2 đến 3 triệu để chi đầu tư để mua website và domain miền để mà xây dựng hệ thống. Bây giờ các bạn đi vào cái giai đoạn là xây dựng hệ thống đây, và mất khoảng cỡ 2 đến 3 tháng thì sẽ thành công các hệ thống rồi. Như thế thì chúng ta sẽ bắt đầu ngồi rung đùi ha. Thì cái chuyện này thì quý vị ai mà nhanh nhạy, ai bắt kịp cái xu thế thì sẽ thành công trước những người cứ chần chờ. Có nhiều người hỏi tôi á, là ủa tôi không muốn bỏ tiền ra xây dựng hệ thống, tôi dùng cái hot chùa được không, hot miễn phí được không, tên miền .tk được không? Tôi nói được, tất cả đều được hết á, nhưng mà tiền nào thì của đó thôi. Không bỏ tiền ra đầu tư mà đòi hốt tiền thì đâu ra, cái gì thì cũng có giá phải trả của nó thôi. Chúng ta bỏ ra đầu tư thì chúng ta sẽ chọn quyền. Tôi nói đơn giản đi, bây giờ mình bỏ tiền mua website mình làm, thì khi mình tham gia vấn đề liên kết thì mình sẽ được thiết kế trang web thoải mái theo ý của mình. Còn bây giờ quý vị thử, quý vị vô cái trang blog á, vô cái blog á, quý vị làm đi, quý vị đâu có thực thoải mái thiết kế theo kiểu mình, hay là được làm này làm kia làm nọ. Nó bị khống chế bởi nhiều thứ lắm. Vừa là dung lượng nè, vừa là số lượng nè, bài vở nè, vân vân và vân vân. Cho nên tất cả đều là gì, nếu thật sự mình bỏ ra tiền thì mình có quyền, thế thôi. Rồi tiếp theo nữa là cái bài vào bữa nay là nếu mà tính theo ở giờ Việt Nam thì quý vị đang là thứ hai, đúng không ạ? Rồi thì ngày mai là thứ ba, là đến hẹn lại lên rồi đó nha. Ngày mai á, thì nhờ anh các anh em trong cái khóa mà học YouTube nâng cao đó, thì các anh em thông báo giùm là ngày mai cũng 8:30 bắt đầu họp mặt. 9 giờ tôi sẽ chia sẻ một bài khác về vấn đề nâng cao của YouTube để cho quý vị nhanh chóng đi về đích kiếm 100 đô la. Và cái bài này tôi muốn cho quý vị hãy nghiền ngẫm. Khi bị nghiền ngẫm, quý vị vỡ lẽ rồi, quý vị mua xong tên miền đi. Và cái bài sắp tới tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cách để xây dựng hệ thống, đó là bắt đầu bắt tay vào thiết kế một trang web từ A đến Z cho nó hoàn chỉnh. Và quý vị sẽ thấy điều rằng á, quý vị sẽ tiết kiệm được từ 5 triệu đến 10 triệu. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị thử hỏi đi, nếu mà thiết kế một trang web bán hàng và một trang web mà để gọi là thương mại điện tử đó, có kinh doanh, gọi là thanh toán, có chức năng thanh toán, bán hàng, giao dịch nhân dân cái thứ đó, bạn hỏi các chỗ làm web đó, nó trả lời cho bạn bèo nhất là 5 triệu, và có những nơi 10 triệu 15 triệu là bình thường. Còn khi mà tôi hướng dẫn quý vị đâu, quý vị không tốn một đồng bạc nào hết, quý vị sẽ nắm hết tất cả những cái công đoạn làm web, và sau này quý vị có thể đẻ ra hàng chục hàng trăm những web khác. Và thậm chí ai mà tinh ý á, có thể mở ra công ty thiết kế web hoặc là mở cái dịch vụ thiết kế web kiếm tiền từ những người khác, đó cũng là một dịch vụ đẻ ra tiền. Đó là nội dung của những cái bài tiếp theo. Rồi, ngày hôm nay thì có một số chia sẻ như vậy. Và tôi muốn các bạn phải hiểu được rõ những cái mô hình này, những cái khái niệm mà tôi nói.
Thì sau này khi cái thuật ngữ người ta nói ra mình hiểu, à nó đang nói cái chuyện đó đó, nó đang nói vậy đó, mình hiểu rồi, chứ không phải mình giống như từ trên trời rơi xuống dạng mai ca không biết gì hết. Và thôi, cảm ơn quý vị và các bạn nha, là đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Bởi vì tôi mới vừa làm xong, tôi báo với anh Hùng Mạnh là tôi cũng muốn trao đổi nhanh với anh em, tại vì thời gian á cũng gấp rút lắm rồi, nhất là những anh em mà đang giống như anh Mạnh đó, là anh đang nghỉ ở nhà trong thời gian hè chứ không muốn đi làm, anh đi trở lại vô trường thì bận bịu nhiều lắm. Và trong thời gian hè này tôi cũng đang rảnh nè, cho nên quý vị chịu khó gán học đi nha, chứ sau cái hè này có thể tôi sẽ bận rộn nhiều thứ lắm. Ok, thôi xin mến chào quý vị và hẹn lại quý vị vào những chương trình tiếp theo nha. Xin trân trọng.